Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24 giờ trading nhé. Lại là Richard đây. Hôm nay là cái phiên ngày 28 tháng 6 năm 2023. ba à, buổi sáng thì mình sẽ tiếp tục làm cái video mà phân tích cũng như là định hướng cho mọi người, đặc biệt là cái sản phẩm mà mọi người quan tâm nhất, đó chính vẫn là vàng đúng không ạ? Mình sẽ phân tích về giá vàng trong ngày hôm nay nhé Đặc biệt là cái phiên ngày hôm nay thì là ngày 28 thì cũng cận kề kết thúc cái tháng 6 Và chuẩn bị kết thúc cái quý 2 năm 2023 rồi à, Chúng ta sẽ giao dịch như thế nào Đặc biệt là cái giai đoạn này thì mình nhắc luôn mọi người đó là gì Cũng lại là một cái giai đoạn chốt lời của thị trường trong cái giai đoạn cuối tháng Cho nên là dù giao dịch với vàng là sản phẩm về hàng hóa hay với dầu hay rất nhiều sản phẩm khác thì mọi người lưu ý nhé đúng không? Nó có thể sẽ là những cái cú chốt lời mạnh mẽ hơn và nó sẽ khởi sắc sang những cái gì sang những cái tuần đầu tiên của tháng 7 chẳng hạn. Thế nhưng mà với các cái chiến lược hàng ngày như thế nào thì mọi người cũng nên bám sát những cái video mà bản thân Richard phân tích để cho mọi người có một cái kế hoạch giao dịch đúng không? Đặc biệt là cái kế hoạch đấy thì mọi người nên bám theo cái kế hoạch của tuần nhé. Với cái phiên ngày hôm nay thì mọi người sẽ lưu ý cho mình để về mặt tin tức thì có rất nhiều các cái bài phát biểu của những những cái người mà đứng đầu trong khối ngân hàng. Ví dụ như là có bài phát biểu của chủ tịch ngân hàng ECB này, đúng không? 8 rưỡi tối chúng ta có đến mấy bài phát biểu luôn. Thứ nhất là của ECB, thứ hai là của diện ạ? BOE tức là tác động lên đồng bảng Anh ấy. và tiếp theo nữa là với một bài phát biểu của chính phủ BOJ nữa. Trời ơi, rất nhiều các cái tin tức mà mang tính chất là định tính của các cái gọi là những cái người đứng đầu trong khối ngân hàng và chính phủ đưa lên cái bài phát biểu của mình đúng không định hướng cho nền kinh tế hay là ảnh hưởng của nền kinh tế tiếp theo như thế nào thì mọi người sẽ lưu ý những cái tin này này thực tế là rất là nhiều quý vị anh chị thì cũng có thể là không review và xem được cái trực tiếp những cái tin bài phát biểu này đâu nhưng các bạn sẽ lưu ý những cái tin này nhé đặc biệt là lại là một bài phát biểu của chủ tịch Phép nữa các bạn ạ, à, Powell hôm nay tiếp tục phát biểu tám à, rưỡi tối nha, vậy thì tám rưỡi tối có thể thị trường nó có biến động loạn hay không, hay là lợi dụng những cái tin tức này để hôm nay thị trường sẽ thanh khoản một nhịp vào giai đoạn cuối tháng, vậy thì ngày hôm nay mình sẽ có một cái lời khuyên như thế này đối với những nhà đặc biệt là những nhà trading uh, trong ngắn hạn hoặc các bình bạn thì hôm nay nếu như cảm thấy rủi ro đặc biệt là vào cuối phiên hoặc là kết thúc cái gọi là phiên Á sang đến phiên Âu và giai đoạn tầm 4 5 giờ chiều theo giờ Việt Nam ấy, nếu như các bạn nào mà ra được lệnh thì mà có lệnh mà ra được lệnh này tốt nhất đừng để gọi là đến vào phiên Mỹ rồi mà các bạn kẹt lệnh nha. Có nghĩa rằng là chúng ta hôm nay hạn chế tối đa cái phần giao dịch có chiến lược nào đẹp, SL tuyệt đối thì các bạn em và có chiến lược của bản thân AD là Richard nữa. Có thì mình sẽ gì à, hỗ trợ và cung cấp trên kênh cho mọi người nhé. Còn đương nhiên là khi mà mình làm video thì là cái phân tích rất là chi tiết cho mọi người để mọi người phải có cái kế hoạch để chúng ta giao dịch đúng không chứ cũng không lúc nào cũng phải là trông chờ vào cái chiến lược mà ad đưa đâu bởi vì bản thân mình thì có những lúc quan sát được rất là kỹ thị trường nhưng có những lúc không thể nào view kỹ được thị trường đâu và cái sản phẩm nhất mà mình trọng tâm nhất mà mình chú tâm đấy, đó vẫn chính là vàng thôi các bạn mà cứ hỏi vàng thì ok hỏi ông đi chat được à, đấy là về mặt tin tức nha bây giờ thì quay trở sang cái biểu đồ về phân tích kỹ thuật các bạn ạ nào, bây giờ thì với cái sản phẩm về vàng các bạn hôm qua thì sao? Buổi sáng ngày hôm qua nếu như các bạn mà mua được ở cái khung giờ M30 khi mà mình làm video đối với vàng thì có một nhịp là tại cái đường kênh trendline đây này, đúng không? Tăng trưởng lại vùng 28 29 các bạn là TP được một nhịp quá đẹp đúng không? Nhưng mà hôm qua mình cho mọi người cái chiến lược rất là sớm đó là sell limit ở 29 và 31 nó lên cái nó cắn luôn. Chúng ta ăn được một cái vòng là nếu như các bạn để 20 thì ăn được một cái vòng đầu tiên là chọn 100 pip này. Còn cái vòng thứ hai các bạn vẫn nương theo cái kịch bản của mình là bán xuống đối với cái vùng này, các bạn có hai vòng bán luôn. Đúng không? Và đặc biệt là tin ngày hôm qua nó lại rất ủng hộ cho đồng đô đồ tăng trưởng nữa cho nên là cái nhịp này là cái nhịp tiếp theo các bạn thấy không? Hôm qua có đúng nó test đáy không? Đúng quá đi Test đáy luôn đối với vàng. Còn hôm nay thì sao? 28 tháng 6 các bạn nhìn thấy này. Ở cái vùng này đối với khung giờ H1 hay H4 các bạn đều nhìn thấy được một cái vùng gì ạ? Hỗ trợ đúng không? Và sau khi vùng hỗ trợ thì hôm qua nó phản ứng tại vùng giá 1911. Hôm qua mình có cho mọi người một cái chiến lược mua limit ở vùng 08 đến 11 nữa đúng không? Các bạn nào mua được hoặc entry được thì là có lãi rồi bởi vì sao nó tăng trưởng lên 17. Bây giờ thời điểm mình đang làm ở đây thì giá nó đang ở 1915.6 khả năng phiên Á và sang phiên Âu thì hôm nay nó sẽ là những con sóng hồi và chúng ta sẽ canh bán ở đâu có thể là vùng 24 25 hoặc là gần nhất là cái biên độ nó test lại cái vùng mà, mà năm qua nó phá vỡ này tức là vùng 22 các bạn bán vừa bán xuống nha còn có một cái kháng cự quanh mốc 19 đến 2 tức là một trong biên độ từ 1919 đến 1922 các bạn nhé có thể sẽ có một cái kịch bản là nó hồi lại cái vùng này rồi là cơ hội cho chúng ta nếu đảo chiều tại vùng 22 này chẳng hạn thì chúng ta bán xuống còn đương nhiên cái 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 đường kênh mà chăn lái nhỏ hôm qua mình có vẽ cho mọi người ấy nó có tác, có tác dụng rất là tốt đúng không và nó có giảm đúng không đẹp hơn nữa thì nó test lại cái khu vực đường kênh này đi chúng ta sẽ bán được cái giá cao hơn và nếu như các bạn nào đã đang có những cái entry bắt đáy rồi thì cũng là có một cái target tốt hơn nữa đúng không nhưng mà gần thôi các bạn target ở vùng 19 20 là đẹp rồi nhá yeah, đấy là trợ giúp giúp các cái chiến lược mà giúp cho chúng ta lướt sóng trong ngày hôm nay đặc biệt là ngày hôm nay mình có nhắc mọi người là những cái phiên cuối tháng đúng không có thể là gì cái lực bán của thị trường vừa rồi nó rất là mạnh đúng không? Cuối tháng nó chốt lời thì có thể là những cái phiên như ngày hôm nay, ngày mai và đến cuối tuần nó lại tăng trở lại thì sao? À, nó lại đi theo đúng cái kịch bản mà mình đã phân tích cho mọi người đó là, là trong cái vùng giá 1909 mà nó chạm lại nếu như nó vượt và breakout out tạo ra những cái cấu trúc đảo chiều vượt qua được ngưỡng 20 thì có thể nó quay trở lại cái vùng 45 cho đến 6x đấy là những cái phiên đặc biệt chốt tháng nhá mọi người sẽ chừa ra cho một cái kịch bản phụ đó là gì có thể nó sẽ rời tăng lên những cái vùng giá đấy cho nên là nếu như các bạn mà có mua bán trong những cái phiên ngày hôm nay hôm nay thứ tư đúng không thứ tư thứ năm thứ sáu còn có hôm nay và hai phiên nữa thôi là kết thúc tháng rồi thì mọi người sẽ thận trọng hơn ở cái vùng hỗ trợ này các bạn đừng có tại vùng hỗ trợ này các bạn đừng có bán kể cả lướt sóng cũng không nên bán nhá mà chơi quả kèo rủi ro đi đó là gì mua lại đúng không? Chơi kèo rủi ro nó mua lại SL05 chẳng hạn, đúng không? An toàn hơn nữa SL 1900 đi, nó đâm xuống dưới đấy rồi thì bỏ luôn cái chiến lược này và TP của chúng ta mục tiêu quay trở lại test lại vùng 30 này, 200 pip đấy, S thừa sức tỷ lệ 12 nhá. Hoặc là cao hơn vùng 45 thì đẹp quá đúng không? Còn kể cả đến 37 38 cũng là ok. Thì trong cái chiến lược lần này các bạn chia vốn ra mà đánh. Nhá. Bản thân là đây là người follow bán xuống nhưng mà ở cái vùng hỗ trợ này đặc biệt hôm nay là ngày thứ tư nữa thì lại là một cái kịch bản cho mọi người là có chiều mua đúng không? Bởi vì trong cái video livestream tuần mình có nói cho mọi người là trong tuần này chúng ta có cả nhịp mua nhịp bán, bán thì ăn rồi, đúng không? ăn từ thứ hai cho đến ngày hôm qua rồi, bây giờ là mua lại các bạn ạ. Chiến lược hôm qua mình có cho mọi người là 08 đến 11 đúng không? Thực tế là nếu như các bạn mà đặt limit ở 11 ấy có thể nó sẽ không khớp đâu. Nhưng mà nếu mà entry được cái điểm này bởi vì khi thấy những cái khung giờ thấp M5 mà nó có những cái tín hiệu bật và tạo đáy này 1 2 3 cái đáy này thì các bạn có thể mua được. Nha, có thể mua được chứ đừng có bảo bởi vì sao mình cho mọi người là những cái biên độ nữa chứ không phải là một phát cái nó phải là cứ căn kè đúng đúng từng pip một thì các bạn sẽ không có được entry đâu. Rồi bây là với XAU nhá, gọi là mua lướt sóng lên đi. Mua lướt lên đã. Hôm nay vẫn là chúng ta có những cái nhịp bán nhưng mà các bạn có thể rồi vào trong kênh Telegram nếu có nhịp bán thì mình sẽ gửi chiến lược cho mọi người. Đặc biệt là trong nhóm vàng thì mình có các cái bản phân tích rất là kỹ cho mọi người nữa và support rất là kỹ nữa. Đấy là với cậu vàng đúng không? Còn các sản phẩm khác về coi thì nó đang đi khá là đúng hướng. Bitcoin nó đang giảm tiếp các bạn ạ. Rồi hôm qua thì nó có chạm đúng lên cái vùng kháng cự là vùng 31 rồi nó xuống đúng không? Xuống đẹp rồi các bạn hôm nay thì từ giờ đến cuối tuần thì cái cơ hội vùng bán này là các bạn vẫn ưu tiên bán xuống cho Richard nha. Vẫn bán xuống thôi. Có SL không? Có SL sau cái đỉnh 31 hoặc là đẹp hơn nữa mà các bạn mà những cái người một vốn ok nữa hầu hâu bán ấy trong cái nhịp sóng này kỳ vọng nó về được 24 25 ấy thì bán đi 32 vẫn bán chẳng hạn đúng không cùng lắm là sl cùng với ông <laughs> cùng với ông đi chat cùng sl đúng không đấy là với chiến lược với coi nhá còn an toàn nhất thì các bạn sl ngay sau cái đỉnh nó mới tạo đây này đúng không ai gần rồi đó đấy là với coi nhá đang quá đẹp rồi đúng không qua lên test lại phát nữa thì xuống luôn à, bây giờ thì những cái sản phẩm ví dụ ngoài bitcoin ra mình chỉ phân tích mấy cái coi chính có bạn bạn hỏi like coi nhưng mà mình chỉ phân tích những coi chính thì thôi chứ không đưa quá nhiều vào danh mục đúng không bởi vì là phục vụ làm sao mà có thể số đông mọi người có thể giao dịch được đặc biệt là mình hướng tới mọi người những cái cái coi nó an toàn và nó hầu hết là lúc nào cũng có tín hiệu cho chúng ta chơi đinh ấy chứ còn thi thoảng chúng ta mới gặp được một con coi nó có mùa mà nó bay ấy, thì những cái con coi đi thi thoảng thôi gọi là gọi là có cơ hội thì chúng ta vào thôi chứ mình cũng không thể nào phân tích hết được nhưng kể cả với ngoại tệ nếu mà mấy chứ mấy chục cặp sản phẩm tiền tệ mình cũng chỉ phân tích những cặp tiền chính một số của các bài cặp thôi các cặp khác thì bạn các bạn có thể là, gọi là hỏi trực tiếp với chat hoặc là dựa vào cái cách phân tích của mình thì các bạn có thể là tự phân tích độc lập phân tích dần được đúng không với BNB này mọi người có thấy là cái vùng hỗ trợ trên khung đề là nó vẫn đang giữ đúng không mình có khuyên mọi người là nó có thể nếu như mà cái vùng này mà coi bitcoin nó sập mạnh thì có thể nó sẽ phá đáy cho nên là vẫn ngồi ngoài nha có thể ngồi ngoài đi đúng không hoặc là đánh trong cái biên độ sideways này cái này thì video ngày hôm qua mình làm khá là kỹ cho mọi người với với bnb usd rồi ngoài cái cặp này ra thì với eth cũng thế còn riêng đối với lại bnb usd mà nó về được vùng 18 tám một thì chúng ta mua đẹp nhất mùng 1 tám dưới này này, các bạn phải chờ thôi. Bây giờ nó đang ở 235 các bạn ạ. Bán thì chờ block out chứ mình trả cho mọi người bán trong cái vùng hỗ trợ trên khung D này đâu nhá. Với ETH cũng tương tự thôi các bạn ạ. ETH thì nó lại giống rất giống với Bitcoin bởi vì sao cái vùng má mà mình cho mọi người bán nó đang có target rất là đẹp. Các bạn vẫn giữ cái chiến lược này đi follow bán nhá. Đối với ETH của USD còn với cái giá dầu thì sao? Với giá dầu thì mình có cho mọi người là nếu như ai đã cờ lâu được rồi tiếp tục lại là limit quay trở lại đúng không? Hôm nay thì là cái ngày thứ tư À, các bạn có thể chờ quay trở lại cái vùng 67 mua nhá, 67 hoặc 67.3 gì đấy. Các bạn chia vốn ra, nói chung là đánh trung hạn với đánh các bạn đã theo Richard lâu rồi với các cái chiến lược về dầu các bạn thừa hiểu cái 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 gọi là kế hoạch được giao dịch trung hạn đối với dầu và chỉ có mua đúng không? Mua lại một nhịp ở đây nhé với cái giá dầu nó đang sideways các bạn ạ, biên độ 300, 500 pip là các bạn cũng có, có thể là một cái target cũng khá ok rồi. thì căn cứ vào những cái khu vực của vùng sideways này các bạn ăn đi ăn lại rất là nhiều đường, có khá là nhiều, nhiều nhịp cho hạn Và lần này vẫn là chiến lược mua đặc biệt là những bạn nào mà mới vào trong kênh ấy, các bạn chưa có chiến lược đối với cái dầu mua trung hạn ấy, thì các bạn có thể entry nhé. đặc biệt là với mua trung hạn thì các bạn phải giữ dài đúng không? sl khá là xa, cho nên là vô các bạn phải hạ, không đòn bẩy dùng thấp thôi. Đấy là với biểu đồ dầu nha Thế còn các sản phẩm ngoại tệ thì sao Chúng ta đối với đồng yên đi Đối với đồng yên thì ngày hôm qua đối với đối với cặp USD GP, các bạn ạ? hôm qua mình đã nhìn thấy một cái nhịp đẩy 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 đỉnh của đồng yên rồi. Thế nhưng mà cái nhịp đẩy đỉnh của đồng yên này, này nó hay ở cái chỗ là nó đẩy đỉnh rất là yếu các bạn ạ. Tức là gì? Từ cái biên độ 1.48 à 1.43.86 ở đây nó chỉ đẩy lên được khoảng 30 pip. Nó à, lên được 144 chấm gì ạ? 16 thôi và nó đang giảm trở lại. Chứng tỏ là cái lực đẩy của đồng yên nó đang rất là yếu nha, của của cái cặp tiền mà liên quan đến đồng yên, ví dụ như UZI này, cụ thể là cặp UZI này. Và ở đây thì nó đang có một cái vùng giá các bạn này, nếu như học về lý thuyết đao thì nó giống như một cái nhịp phân phối nha, đẩy đỉnh và phân phối cho nên là hãy chờ đợi thì các bạn nán chờ có thể nó sẽ có một cái sóng điều chỉnh trong ngắn hạn nhé điều chỉnh của nó thì cũng không phải ít ít pip đâu à, nhưng mà cái vùng mục tiêu giống như là cái kế hoạch của live stream cho mọi người đó là nếu mà nó test đỉnh trên khung wick thì chúng ta bán hướng ông richard ông sẽ bán đúng không còn trong các cái nhịp sóng này thì các bạn lướt thôi nhé có kể cả ăn con sóng điều chỉnh con sóng cấp 2 thì cũng chỉ lướt xuống thôi đấy là với UZI nhá còn cái cặp gz thì sao hôm qua có cho mọi người bán đúng không à, đây hôm qua mình có bán nhưng mà nó được có 40 pip thôi cái nhịp này này nó xuống được 182.2 thôi xong bắt đầu là nó break xuyên sáng ngày hôm nay thì sao nó xuống trở lại rồi mình có các chiến lược gì thậm chí có những chiến lược mình vẫn đang giữ luôn bởi vì với GZ thì sau khi những cái vùng thanh khoản này mình được đẩy cái điện SL nó xa hơn ấy, thì mình vẫn giữ nó xuống Và đặc biệt là ngày hôm nay nếu như mà cái cấu trúc trên khung D mà nó giảm đảo chiều nhé, Thì cặp GZ này nó mới xuống được Tức là chúng ta mới giả sử cho nó, nó giảm và nó đóng cửa dưới ngưỡng 82 thì hôm mai các bạn bán tiếp kiểu gì ông đi chat cũng bán tiếp các bạn nha còn nếu các bạn nào hôm qua mà để sl một uh, gọi là cái chiến lược của mình cho mọi người bán đấy và để sl 183.2 thì xin chia buồn với mọi người thôi bởi vì uh, sl đúng không hôm nay thì cơ hội chúng ta gỡ lại chứ đừng có nghĩ là sl là chúng ta thua với thị trường không có đâu nha các bạn yên tâm là như thế SL có khi lại mở ra chúng ta một cái cơ hội tốt hơn nữa đối với cái cặp tiền GBP -GB, bởi vì sao hôm qua nó có đẩy đỉnh nhưng mà nó đẩy đỉnh cũng khá là yếu ớt thôi. Với cặp GJ hôm nay view tiếp tục bán xuống nha. Rồi rất nhiều các cặp tiền khác đặc biệt là với UK này, USD CAD, các bạn có nhớ là mình video phân tích cho mọi người là khả năng U nó tăng cộng với lại đồng CAD hôm qua nó yếu trên nên cặp này các bạn giữ được đúng không? Nó lên chưa ạ? Nếu như hôm nay các bạn mua thì sẽ không mua được những cái chi như hôm trước mình cho mọi người là 131.5 nữa Và những cái vùng thanh khoản các bạn thấy không ạ Đây là cái lý do mà các bạn phải à, Mình cũng không phải là đưa cá đến tận miệng nữa Đưa cho các bạn cái cần câu mắc cho bạn cái mồi rồi đúng không Cái vùng giá chi và vùng thanh khoản mình luôn nhắc cho mọi người là Làm thế nào để mà các bạn có thể đẩy xa được cái L ra một chút khỏi vùng thanh khoản à, Các bạn thấy không ạ Hôm qua nó quét xuống một nhịp rồi sau đó là nó đóng đến đào chiều tăng một cây đề rất là đẹp hôm nay mà các bạn không mua lên thì hơi bị lãng phí đối với cặp USD CAD nhá đúng chưa đấy là với cặp tiền USD CAD thì hôm nay các bạn tiếp tục là chờ cơ hội mà nếu như có điều chỉnh thì đi, các bạn mua điều chỉnh thì khả năng là nó retest lên 132.3 rồi sau đó là nó điều chỉnh giảm một nhịp thì các bạn canh mua lại nhá mua lại đối với USD CAD còn rất nhiều các sản phẩm khác về ngoại tệ nhưng có lẽ là mình chỉ phân tích một vài cặp tiền chính thôi EU nữa chẳng hạn hôm nay view bán xuống EU view bán khá đẹp các bạn ạ view bán khá đẹp luôn kịch bản của mình đó là EU vẫn bán xuống nhé ngày hôm nay SL trên cái đỉnh này đi bởi vì chúng ta nhìn thấy đỉnh kháng cự ở đây rồi thì SL trên cái đỉnh này cho nó an toàn các bạn có thể là chia vốn vào DCA cũng được nó đi đều vô thôi nha Hy vọng là nó test lại được cái đấy này hoặc gần nhất là quanh khu vực 109 nha đấy là với euro USD ngoài ra thì với cặp AUD hôm nay cũng tiếp tục bán xuống đây tiếp tục bán xuống đúng không các bạn nhớ là AUD mình có phân tích cho mọi người rồi video hàng ngày rồi tiếp tục chỉ là canh bán đối với AUD USD đúng không? Đặc biệt là lúc nãy có tin đúng không? Có tin AUD và một cái TPI hàng năm lại ra một cái tin xấu nữa. Khi mà AUD tăng lãi suất liên tục như thế thì CPI làm sao mà tăng trưởng mạnh được? Cái này thì về phân tích cơ bản và trong các buổi livestream mình tương tác với mọi người nó quá ok rồi. Đúng chưa? Cho nên là khi mà phân tích về nhận định về tin cũng thế thôi và đặc biệt là kết hợp với biểu đồ nến ở đây là nó đang là một cái xu hướng giảm rất mạnh như này không có ngày tăng thì đừng có mà mua. Đúng chưa? Nó cũng chẳng rơi vào cái vùng hỗ trợ đẹp để cho chúng ta mua và yeah, wow, hôm nay tiếp tục bán xuống các bạn ạ. À. Và cái cặp này mà nó rơi thì cái cặp EA VGA các bạn nhớ là mình có cho mọi người các cái chiến lược bắt đáy EA và nó bay không? Bây giờ thì nó vẫn bay tiếp đấy, đặc biệt là các bạn mà mình có nói với mọi người trong nhóm quỹ là là các bạn gì ạ? Mình có chia sẻ trong video đó là đây là những cái chiến lược mình cho mọi người trong nhóm quỹ đúng không? Nó bay chưa Kính khủng luôn, EA lên không? Lên tiếp và hôm nay phá đỉnh không? Phá đỉnh tiếp các bạn nha Đừng có mà chặn đầu bán. Đối đối với cặp GA cũng sao, GA lên tiếp. Ok các bạn nhìn thấy tuyệt vời không đó ở đây thì trong một tuần trước thì có một bạn hỏi về cặp GA rồi một là khu vực test đỉnh thứ hai là điểm kênh cho gọi là nick này ở đây thì khả năng đường kênh nick này này nó mới có điều chỉnh nha các bạn nha chờ đi Đấy, các bạn chờ đi có thể nó sẽ có điều chỉnh một nhịp đấy là đối với lại cái cặp GBP AUD OK cũng khá là nhiều các cặp tiền cả chính lẫn chéo lẫn coi rồi. Bây giờ thì cái video ngày hôm nay có lẽ là à, mình xin kết thúc ở đây thôi. À, kính chúc quý vị và các bạn có một cái ngày giao dịch hiệu quả. Đặc biệt là cũng không quên nhắc mọi người là mình cũng rất là mong là đẩy được một cái kênh youtube của mình nó phát triển ngày một mạnh hơn thì xin mọi người những cái nút like hoặc là các bạn cần hỗ trợ cái gì tư vấn gì Các quan để lại comment. Đặc biệt là cho mình những cái nút chia sẻ nhé, à, chia sẻ kênh cho mình. Bây giờ thì à, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.